Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta đứng lên cầu nguyện. Xin đặt tay vào tấm lòng của chúng ta. Lời Chúa nói chúng ta biết rằng tấm lòng của chúng ta nơi mà hạt giống lời Chúa có thể tăng lên 30, 60, 100. Hãy đặt tay vào lòng mình, nói Chúa ơi, sức dầu cho lòng con. Con muốn tấm lòng con một dùng đất tốt. Xin Chúa gieo lời Ngài vào lòng con. Con khao khát được gặt 100 phần hơn. Xin Thánh Linh sức dầu cho con như này. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý đại tớ của Chúa và xin ta an toàn. Trước hết dâng lời cảm ơn Chúa, cảm ơn Mục sư Đinh Hùng cùng ban quản trị của Hội Thánh Phúc Âm, Giáo hội Phúc Âm Trọn Vẹn cho tôi cơ hội để được đến đây để chia sẻ lời Chúa. Và đây cũng là một dịp mà tôi dâng lời cảm ơn Chúa vì Mục sư Đinh Thu Hùng và quý giáo hội đã cùng cộng tác trong chương trình Hội đồng Cầu Nguyện Đông Nam Á. Và chúng ta có trên 20 quốc gia đã tham dự trong chuyến đi đó. Tôi trong chiều rồi trong chương trình Hội đồng Cầu Nguyện Toàn Cầu ở tại thành phố của tôi thì có rất nhiều người họ được cái tin mà những gì Chúa đã làm cho Việt Nam đã được lan ra rất là nhiều nơi. Và cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy rằng qua những điều này, Chúa làm những công việc lớn lao. Thậm chí Chúa đã mở những cánh cửa, giống như lúc mà chúng ta cầu nguyện, thì chúng ta tuyên bố đến những cái, giống như là sự, một sư hùng lúc ông công bố, ông biết được nói không? Dạ, những cái, những người mà gọi là những công việc mà, dùng sao, hối lộ, vân vân, tất cả điều này. Nó không còn nữa. Và chúng ta thấy những điều này đang xảy ra. Và sau khoảng 10 ngày thì có 10 công ty lớn đã muốn đầu tư vào Việt Nam. Chưa kể những điều này xảy ra nữa. Sau 5 năm Việt Nam và Israel bàn thảo thì có một cái sự kết hợp buôn bán qua lại giữa Israel và Việt Nam chúng ta. Và đáng lẽ tháng 10 này thì có chuyến bay trực tiếp từ Israel đến Hà Nội, không đến tới Sài Gòn nhưng mà Hà Nội. Nói đến trong cái cuộc chiến thuộc linh có hai giữa hai cái quốc gia với nhau, đường bay chính đã nối kết với nhau trong cái chuyện kích thuộc linh. Chúng ta hiểu điều này. Và giờ đây cũng bắt đầu chúng ta thấy qua cái sự hiệp một đó là gồm các hệ phái chúng ta cầu nguyện đến tại Hội đồng Cầu Nguyện Đông Nam Á và dẫn đến ngày hôm nay, ngày hôm qua và ngày nay chúng ta có, tôi không biết dùng cái chữ gì ha, như là Hội đồng Tin Lành Liên Hiệp Tin Lành Cộng đồng Việt Nam xảy ra ngày hôm qua và ngày hôm nay. Và chúng ta thấy Chúa đang làm rất nhiều công việc cho đất nước của chúng ta. Mục sư Nico, ông tin rằng sao Chúa đang làm phục hưng của Indonesia kế tiếp là Việt Nam. Và ông rất là giống như là muốn nhìn thấy điều này xảy ra. Do đó ông mời chúng ta đến dự chương trình Empower 21 vào năm sau, vào tháng 7. Và tôi sẽ gửi tin này đến cho Mục sư Đinh Thanh Hùng. Và chúng ta có thể ghi danh đặc biệt là giới trẻ. Ông rất muốn số đông giới trẻ đến để họ nhận lửa và trở về đem cái ngọn lửa cho Việt Nam chúng ta. Tôi cũng mới vừa ở dưới Cà Mau vừa rồi. Và Chúa đã làm việc một cách rất là diệu kỳ. Sự tuôn đổ của Chúa quá lớn ngoài sức tưởng tượng. Tôi có cái trường Kinh Thánh mà dùng iSOM để mà dạy cho các sinh viên và tôi một sư Phùng Tiết Kiều, chúng tôi lo điều này khoảng gần 2 năm qua. Và chúng tôi có buổi phát bằng và Chúa thăm viếng thật là đặc biệt. Tất cả các sinh viên khóc và chúng tôi chưa bao giờ thấy các em, thậm chí nó chưa bao giờ lễ dự lễ mà tốt nghiệp mà được như vậy. Một sư Quỳnh Bá Thành ngay tức khắc trước khi chúng tôi tổ chức bế nghiệp, ông nói ông giao cho chúng tôi 30 nhân sự của ông để đưa vào trong trường Kinh Thánh và ông dự định giao hết nó dùm. Bây giờ là tôi chỉ đẻ con, còn phần nuôi con là một sư Phong với một sư Kiều. Và tôi nói rằng ông chọn phần quá tốt là bởi vì ông đẻ con, còn tôi nuôi tốn tiền nhiều quá. Cảm ơn Chúa, Chúa cũng đặt lòng tôi trong sự chia sẻ vừa rồi về dự định để xây cất một cái nhà thờ cho khoảng 5.000 người, như 5.000 người gì đó, cho Cà Mau.
và tôi đã giảng và tôi kêu gọi dân sự Chúa dân hiến. Thì họ đầu tiên tiền mặt họ có 100 mấy chục triệu tiền mặt, chưa kể là tiền đô, và ngoài ra tiền hứa dân là hai tỷ rưỡi. Và họ đã hứa dân để chúng xây cất cho cái dự án này. Và đó là giữa những lúc giống như thế này mà Chúa có thể làm việc này. Tôi tin là Chúa đang làm việc tại Việt Nam, đúng không ạ? Và do đó chúng ta cần phải chuẩn bị. Nào, trong 4 năm nữa sẽ có những điều mà chúng ta cần phải làm rất là gấp rút cho Việt Nam chúng ta. Bởi vì chúng ta biết gió muốn thổi đâu thì thổi, người ta nghe tiếng gió, nhưng không biết gió đến từ đâu và gió đi đâu. Nhưng mà khi chúng ta biết gió đã thổi vào, giống như những người mà những người lái thuyền, những người đi thuyền buồm đó, họ khi gió tới họ giăng buồm ra và họ chuẩn bị để làm sao đi thật nhanh. Nhất là những người mà đua thuyền buồm đó, họ biết khéo léo điều khiển cơn gió để mà gió có thể đi theo cái hướng mình dự định đến. Do đó tôi khuyến khích chúng ta bắt đầu hôm nay, trong những ngày kế tiếp, chúng ta làm sao để chúng ta để gió tên của Chúa thổi, chúng ta không còn dùng sức của chúng ta nữa mà hãy để gió của Chúa thổi cho mình. Amen. Quay qua người cái bên, hãy để gió của thân Chúa thổi. Để gió thân của Chúa thổi. Tôi xin thưa với chúng ta rằng một điểm nữa, hội đồng cầu nguyện toàn cầu và chương trình Empower 21, họ cách đầy tớ của Chúa hiệp lại với nhau và họ tin rằng họ có một cái mục tiêu là năm 2033 là làm sao cả mọi người trên thế giới đều gặp gỡ Chúa một cách thật sự. Làm sao tin lành được đến với họ và họ gặp gỡ Chúa một cách thật sự. Tại sao năm 2033? Bởi vì từ khi Chúa Giêsu chết, sống lại, thăng thiên về trời và hội thánh được thành lập, tất nhiên là năm thứ 33. Và 2033 đó là kỷ niệm 2000 năm Chúa Giêsu về trời và 2000 năm hội thánh được thành lập. Và tất cả các tôi tớ Chúa tin rằng đã đến lúc mục tiêu của chúng ta kỷ niệm 2000 năm sau khi Chúa về trời để chúng ta đem tin lành giáng khắp đất. Chúng ta biết ở trong Matthew đoạn 24 Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi tin lành này được giáng khắp đất thì sao? Chúa Giêsu sẽ trở lại. Cho nên chúng ta có mục tiêu mà bắt đầu từ nay cho tới 2033, đó là chúng ta còn 9 năm thôi. Và trong 9 năm này chúng ta phải hoạt động rất là hết lòng của chúng ta. Và việc giảng tin lành ngày hôm nay dường như rất là dễ dàng. Bởi vì chúng tôi xuống Cà Mau và chúng tôi giảng, nào giờ lòng người ta cứng, nhưng mà chỉ nói 5 phút người ta tin Chúa thôi. Amen. Và cảm ơn Chúa hôm nay mục sư Đinh Hùng cho tôi đã chia sẻ hai cái sứ điệp. Và tôi muốn gửi đến chúng ta hai sứ điệp này để đem đến một sự quân bình cho chúng ta, để chúng ta chuẩn bị vào trong thời kỳ cuối này. Nào ai hầu về Chúa, chúng ta sẽ thấy có hai điều. Thứ nhất đó là về mục vụ, sự sức dầu trong mục vụ. Thứ hai là lãnh đạo. Ông mục sư nào, quản nhiệm hội thánh nào mà được ơn Chúa đuổi quỷ, chữa bệnh và có dấu kỳ phép lạ, thường thường hội thánh lại không đông. Bởi vì họ được sức dầu trong mục vụ, nhưng mà họ thiếu đi sự sức dầu trong sự lãnh đạo. Những các ông người mục sư mà có tài lãnh đạo thì hội thánh lại không được sức dầu. Và họ tín đồ thì rất là giống như yếu đuối. Cho nên chúng ta cần phải đem cái sự quân bình này lại với nhau, một sự sức dầu trong mục vụ. Và chúng ta thấy điều này xảy ra cho Môi-se là một cái gương cho chúng ta. Mặc dù ông có thể rẽ biển đỏ, ông có thể giấu kỳ phép lạ, vân vân, nhưng mà cái tài lãnh đạo của Môi-se bị giới hạn. Ông ta bị giới hạn, ông ta làm cùng mình ông thôi. Và do đó Giê-trô là ông gia của ông, hay là nhà ba vợ của ông, chỉ cho ông làm sao chia ra cho những con người mà có tài để lãnh đạo 1000 người, 100 người, 110 người. Và đồng thời Chúa cũng kêu 70 trưởng lão đến, và Chúa lấy thần của Chúa ở trong Môi-se và đặt trên những người trưởng lão đó để họ có thể làm việc giống như Môi-se làm. Và cho nên đây là thời kỳ cuối cùng, chúng ta không còn là một người mà siêu sao nữa, một mình chúng ta làm nữa, nhưng mà chúng ta cần có những con người mà được sức dầu giống như chúng ta để chúng ta có thể cùng làm việc và làm việc lớn hơn nữa. Amen. Cho nên tôi sẽ chia sẻ chúng ta hai lĩnh vực trong ngày hôm nay. Thứ nhất
tôi sẽ chia sẻ chúng ta về mục vụ hay là sự sức dầu để chúng ta biết Chúa gọi chúng ta và chúng ta là ai. Rất nhiều người chúng ta thiếu đi cái định vị bản thân hay là nhận biết bản thân của mình là ai, cho nên chúng ta trở nên là lúc nào cũng thấy thiếu thốn, lúc nào cũng sợ hãi, lúc nào cũng lo lắng, không có bình an. Và thậm chí nhiều người hầu về Chúa và chúng ta bỏ cuộc là bởi vì chúng ta không rõ mình là ai. Nhận biết của chúng ta là ai sẽ quyết định được những gì chúng ta sẽ làm và quyết định những gì thiên đàng yểm trợ chúng ta. Nhận biết chúng ta là ai sẽ quyết định cho cái đời sống chúng ta đi trong năng quyền của Chúa hay đi trong sự sợ hãi. Sự nhận biết chúng ta là ai, chúng ta quyết định khi bất cứ chuyện xảy ra, chúng ta biết là cơ hội của dấu kỳ và phép lạ. Hay là chúng ta phải chạy đến con người, nhờ người này, nhờ người kia giúp đỡ. Khi quý vị nhận biết quý vị là ai đó, quý vị sẽ không cần tìm kiếm một sư hùng hay là ban quản trị, bởi vì quý vị biết làm sao để cầu nguyện của Chúa và Chúa chỉ cho quý vị biết làm gì. Amen ạ. Và do đó ngày hôm nay tôi tin rằng đây là lúc mà chúng ta cần phải ý thức được chúng ta được Chúa sức dầu, chúng ta được Chúa gọi, có một cái thẩm quyền rất là siêu nhiên ở trên đời sống chúng ta, và chúng ta là những người siêu nhiên. Quay qua người cái bên đó là anh chị, ông quý mục sư là người siêu nhiên. Nào tôi sẽ giải thích cho chúng ta biết cái sự siêu nhiên này như thế nào. Tin lành mà chúng ta tin, Kinh Thánh cho chúng biết tin lành chúng ta tin là tin lành nguyên phép. Khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu trong Giăng đoạn 1 câu 12, như hễ ai tiếp nhận Ngài thì Ngài ban cho người cái quyền làm con cái Đức Chúa Trời. Cho đến khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, chúng ta trở nên làm con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải là không được sanh ra bởi huyết thống của cha mẹ chúng ta, mà chúng ta sanh ra bởi Đức Chúa Trời. Và bởi vì chúng ta sanh ra bởi Đức Chúa Trời, chúng ta được thừa hưởng những gì mà cha chúng ta có cho chúng ta. Đó là cơ nghiệp người dành cho chúng ta. Và bởi vì chúng ta sanh ra bởi Đức Chúa Trời, có một điểm đặc biệt cho chúng ta khi chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời đó. Chúng tin lành mà chúng ta tin không phải chỉ là lời nói, nhưng mà quyền phép. Quý vị phải xác định là quý vị là người tin nhận Chúa Giêsu, quý vị là con người của quyền phép. Con người của dấu kỳ và phép lạ. Bởi vì đó là bản chất của chúng ta. Nào Kinh Thánh cho chúng ta biết một điều rất là quan trọng thế này. Lý do mà chúng ta không nhận biết được mình là ai là bởi vì trong quá khứ chúng ta, những chuyện xảy ra trong đời sống chúng ta, môi trường sống của chúng ta, bao gồm những gì cha mẹ nói chúng ta là đồ vô dụng, mày không làm nên chuyện gì hết, hay là chúng ta bởi sợ hãi, bị ám ảnh bởi những chuyện gì xảy ra trong quá khứ cuộc đời chúng ta, khiến cho chúng ta tự ti mặc cảm. Khiến chúng ta nhìn mình thấp bé, mình lúc nào cũng là thiếu thốn. Nếu chúng ta sinh ra trong một gia đình nghèo, chúng ta sẽ lúc nào cũng thiếu thốn. Và chúng ta không biết rằng khi chúng ta trở thành con cái của trời, mình đã khác rồi. Và ngày hôm nay chúng ta cần phải ý thức được khi chúng ta được sinh ra, chúng ta phải được trở nên như thế nào. Chúa Giêsu nói, Phaolô nói ở trong Cô Tô Nhì đoạn 5 câu 17 này, cái gì ai biết không ạ? Nếu là điều kiện, nếu ai ở trong Đấng Christ, chữ nếu này là điều kiện, nếu ai ở trong Đấng Christ có nghĩa là ai tiếp tục ở trong Đấng Christ, tức là chúng ta không có động từ hiện tại và tiếp diễn, nhưng mà nếu ai tiếp tục ở trong Đấng Christ thì người đó là một tạo vật mới. Giây phút của chúng ta tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình, giây phút đó chúng ta đã là một tạo vật mới rồi. Những sự cũ qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Hãy để ý cái chữ đều trở nên. Chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng trở nên mới. Quý vị phải nắm lấy điều này. Chúng ta không sống trong điều cũ nữa, chúng ta còn không suy nghĩ cũ nữa, chúng ta không còn nói điều cũ nữa, mà chúng ta sống trong điều mới. Và đây là cái điều mà chúng ta nắm bắt cho đời sống của chúng ta. Chúa Giêsu khi Ngài gọi các môn đệ của Ngài, Ngài nói là hãy theo ta sẽ khiến các người trở nên, thấy không? Trở nên con cái của Đức Trời, trở nên con người mới, trở nên tạo vật mới, và trở nên tài đánh lưới người cứu người. Hay nói cách khác là chúng ta trở nên một con người siêu nhiên. Hãy nắm lấy điều này, cho nắm điều này. Nếu quý vị trong hoàn cảnh của quý vị, bất cứ điều gì xảy ra, quý vị phải hiểu được rằng chúng ta được Đức Chúa Trời cứu chúng ta để chúng ta trở nên làm con cái Đức Trời. Và đây là một địa vị vô cùng quan trọng. Không phải chỉ được cứu rồi được cầu nguyện, được chữa lành, rồi như đó đi nhà thờ là xong. Bye bye mục sư. Tôi được cứu rồi. Tôi nghèo quá nghèo, chạy đến với Chúa. Chúa giải quyết cho tôi về tài chánh. Xong rồi. Tôi sống theo ý tôi. Không.
Chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời là một cái quyền lợi mà không ai có thể có, ngay cả tổng thống của quốc gia không được quyền lợi giống như chúng ta. Và trong quyền lợi này, chúng ta đi từ đức tin này sang đức tin khác. Bởi tin lành mà chúng ta tin, tin lành đó là tin lành bởi đức tin. Và chúng ta người công chính sẽ sống bởi đức tin. Cho nên giây phút mà chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta sống bởi đức tin, chúng ta không sống theo mắt thấy. Để ý, nghe kỹ tôi nói ngày hôm nay. Nếu quý vị nào gặp trong hoàn cảnh nào trong hội thánh của mình hay điều gì, mà nếu gì hôm nay quý vị nắm lấy điều này, nó sẽ đem đến nhiều cái ích lợi trong chúng ta. Khi ông Lot và Abraham có sự xung đột với nhau, và Abraham nói với cháu mình là Lot, bởi vì hai bên đám người chăn chiên của Lot và của ông Abraham xung đột với nhau, Abraham nói gì? Trước mặt chúng ta hai bên, nếu cháu chọn bên đất bên trái thì bác sẽ chọn bên phải, nếu cháu chọn bên phải bác sẽ chọn bên trái. Lot nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy cơ hội. Bởi vì cánh đồng rất là màu mỡ xinh tươi, thậm chí nói là cái thánh nói là đẹp như vườn ngôi đen. Kế bên là thành so, đó là buôn mà nuôi gia súc mà bán cái thành so là quá lời. Rồi kế bên đó thành Sodom và Romer nữa. Cho nên cặp mắt của ông ta nhìn gì? Cặp mắt của xác thịt. Còn Abraham nhìn điều gì? Abraham khi mà Lot đi rời khỏi rồi, Chúa kêu Abraham lên. Và tại trên này là cái đỉnh núi của Bê-tên. Tôi mới vừa đi Do Thái vậy rồi. Trên cái đỉnh núi Bê-tên, và Chúa nói với Abraham rằng hãy nhướng mắt nhìn. Con nhìn tới đâu, ta sẽ ban cho con làm cơ nghiệp và dòng dõi con đời đời. Cho nên cái đời sống thì theo Chúa chúng ta không sống theo mắt thấy, mà mắt tâm linh chúng ta thấy. Mắt xác thịt chúng ta phải mù lò trước những nan đề, những khó khăn, mà mắt tâm linh chúng ta phải sáng trước tất cả những nghịch cảnh trong đời sống của chúng ta. Và do đó tôi sẽ chỉ cho chúng ta một số điều. Tôi sẽ mời bốn người lên đây, bốn người nam lên đây. Nha, xin nhanh chóng lên giùm. Rồi, thêm một người nữa. Dạ. Là thiện đây. Rồi, dây mặt bên đây ha, dây mặt bên đây. Rồi. Rồi, mà mời em. Ok, đứng sau. Ok. Em đứng ngoài nha. Ok, chào sư. Rồi. Chúng ta được dựng nên có phần xác để phần hồn. Ok. Em đổi cho ngược lại. Ok. Nào. Trước khi tin Chúa đó, lùi lại chút. Trước khi tin Chúa đó, Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta mang lấy hình ảnh của Ngài, gồm có hồn, linh và xác. Nhưng mà bởi vì Adam phạm tội, chúng ta chỉ có xác và hồn. Tất cả những gì chúng ta quyết định dựa trên phần hồn của chúng ta. Em đặt tay lên này. Chỉnh đi ra hay. Nào, khi một ai chúng ta làm điều gì đó, cái xác nó làm nhưng mà cái hồn điều khiển. Thí dụ như ai làm chúng ta bị xúc phạm thì cái hồn này xúi, cái miệng chửi. Đúng không ạ? Cái xác này mà đi thấy cô gái đẹp thì cái hồn này sẽ, nó chỉnh cho mắt, nhìn thấy gái đẹp là nhìn dẫn đến phạm tội. Cái xác này á, mà phần hồn này khi hụt hẫng bởi vì gia đình nghèo đó thì cái hồn này muốn làm sao mình sống sung túc, tiền bạc giàu có, cho nó sẽ điều khiển cho này và làm việc làm việc tới nến mà không có nghỉ ngơi luôn rồi nếu mà một ai đó đối xử xấu với cái người này thì phần hồn làm gì? Đánh họ hoặc giết họ, và cuối cùng cái anh này tiêu tù. Cái xác này chịu đựng bởi bất cứ cái điều gì cái phần hồn điều khiển. Khi đời sống này buồn bã, cô đơn, thất vọng, hay là buồn chán, hay là bị ruồng bỏ, thì cái phần hồn này, phần xác này đó, phần hồn này nó bị tổn thương và mượn ma túy, mượn rượu, mượn bất cứ điều gì để làm cho mình thỏa mãn. Đúng không ạ? Và cuối cùng là gì? Anh chàng này lấy tất cả những gì mà anh chàng đòi hỏi, và làm bao nhiêu anh chàng này cũng không bao giờ thỏa mãn.
và dẫn đến gì? Cái xác này điều gì xảy ra? Bệnh tật. Cho nên đau buồn, giận hờn, cay đắng, tất cả điều này là bởi vì anh chàng này. À, quý vị thấy chưa? À, cho nên cuối cùng anh này làm sao? Anh này bệnh tật, hôn nhân đổ vỡ, tất cả mọi sự xảy ra là bởi vì anh chàng này. À, nhưng bây giờ có một điều xảy ra, xin mời một sư lực. Một sư cầm Nguyễn Thánh lên cho tôi một sư. Dạ. Rồi. Một sư lực đến giảng tin lành cho anh này nghe. À. Cô động làm việc rồi đó nghe không? Ông giải cứu luôn á. À. Dạ. Thì điều này sao nghe? Tâm hồn lần này mới được nghe lời của Chúa. Bởi tin lành của Chúa là quyền phép cho mọi cái tin. À, cho nên khi một sư lực giảng tin lành thì anh này anh nghe, lỗ tai thì nghe nhưng thấu vào cái phần hồn, và khi thấu phần hồn này thì anh tiếp nhận Chúa, thì bắt đầu phần linh xuất hiện dính vào. Nhưng mà phần linh này nó còn em bé, nằm xuống sắc xuống nữa, sắc nữa, sắc nữa. À, đã. Nào, khi mà anh này đó mà được một sư lực đó, hướng dẫn đọc kinh thánh đó, cầu nguyện á, thì cái này bắt đầu lớn lên. À, lớn lên. Nhưng mà có một điều ngưng tại đây. Có một tên Satan. Đây, 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 đây. Đây, đây tới trước, tới trước, tới trước, tới trước. Ừ. Thật sự ra Satan này đó là một kẻ luôn luôn điều khiển phần hồn trước đây rồi. Ừ. À, cho nên đó, nó luôn luôn không muốn buông tha cái người này. Và do đó một điều xảy ra là nó bắt đầu chỉnh lại anh này. Trước đây anh thích gì? Đó, chỉnh mắt lại. Đó, nói với tên này. À, nói vô lỗ tai này. Đó, để cho gì? Đó là lôi kéo này rời khỏi hội thánh. Ok. Và nó không phân biệt người đó là ai, ngay cả mục sư cũng không ngoại lệ. Đúng rồi đó. À, quý vị hiểu tôi nói không ạ? À? Nhưng mà khi mà cái người này được tiếp tục nuôi bằng lời Chúa. À, không, nuôi bằng lời Chúa. Một sư cứ giảng. À, cứ lắng tai nghe. Và gật đầu. Đó. Đó. Thì sao? Anh này càng lớn lên. Ôm chặt vào. À, thì ôm lên. Thì cái mỗi lần mà tên này cám dỗ đẩy ra. À, à, nhân danh Chúa đẩy lùi nó ra. Đẩy nó ra, sao đẩy nhẹ quá vậy? À, Kinh Thánh dạy chúng ta là gì? Chúng ta vâng phục Đức Chúa Trời và chống trả ma quỷ thì sao? À, phải đuổi nó đi. À, cho nên khi mà như vậy thì anh làm cho nó càng ngày càng lớn lên. Nào, để tôi giải thích cho chúng ta một thêm một cái điểm nữa đó là xin mời một người nữa. Mời thầy đi ra, một thầy nào lên. Ok. Nào, khi người này tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống cho mình, thì điều gì xảy ra? Đức Thánh Linh ngự trong lòng người này. Và đây là Đức Thánh Linh. Ok, ôm chặt vào. Yeah. Kinh Thánh cho chúng ta biết khi chúng ta tiếp nhận Chúa, chúng ta với Thánh Linh Chúa là một. Đấng ở trong chúng ta lớn hơn những kẻ trong thế gian này. Amen chưa? À, cho nên chúng ta là một. Cho nên khi mà người này đọc Kinh Thánh, nghe lời của Chúa, tâm linh được thay đổi, mỗi ngày trở nên mới hơn. Mỗi ngày bỏ đi sự cay đắng, mỗi sự giận hờn, mỗi đi sự chỉ trích, nhìn người này, nhìn người kia, nhưng mà hướng về Chúa Giêsu, hướng về lời của Chúa dạy, thì bắt đầu con người này bắt đầu càng ngày càng mạnh. Và không xâm phạm được. Bất cứ ai đụng đến đều bị dội đặt cả. Chúng ta để ý khi mà chúng ta cần gần Chúa nhiều nào, những đang đời, những khó khăn chúng ta vượt qua gì đó, đúng không? À, nhưng mà khi chúng ta xa Chúa, chúng ta không cầu nguyện trong Kinh Thánh, chúng ta làm bắt đầu tâm thần chúng ta xuống. Cái anh chàng này bắt teo lại. À, và chúng ta phải nuôi một thời gian dài, khá dài mới lớn lên là được. Không phải là một ngày một bữa đâu. Nếu chúng ta để ý khi mà chúng ta xa Chúa, chúng ta muốn trở lại, tốn một thời gian rất dài này để lớn lên. Trở lại. Bởi vì giống như cái phần tâm linh của họ đã bị bệnh rồi. Yếu đuối rồi. À, cho nên khi mà bắt đầu làm một, bắt đầu ôm lại với nhau, ôm dính nhau hết. Rồi ôm nhau, ôm trước luôn. À, nghe lời Chúa, bắt đầu điều xảy ra.
bắt đầu họ không sống theo xác thịt nữa, mà sống bởi Thánh Linh, và Thánh Linh dẫn dắt. Và bắt đầu thầy sao điều khiển cho họ đi đâu, điều khiển muốn đi đâu, điều khiển dẫn đi, đẩy đi. À, không có đầu tàu Thánh Linh sao chứ không phải đầu tàu. À, đúng không ạ? Dạ. À, cho nên chúng ta không quyết định theo cảm xúc của chúng ta không quyết định bởi người ta kêu gọi chúng ta hay cơ hội với chúng ta, mà chúng ta được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Và Kinh Thánh nói cho chúng ta biết là người nào được Thánh Linh Đức Chúa Trời dẫn dắt thì người được gọi là con của Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Nào, cái quan trọng mà dạ, chúng ta vỗ tay cảm ơn Chúa. Cái quan trọng là như thế này. Khi mà chúng ta để cho đời sống chúng ta ô uế, nào, Thánh Linh của Chúa buông lỏng. Ok, thì điều gì xảy ra? Ok, anh này bắt đầu tới và điều khiển. À, dẫn đi. À, và Thánh Linh cũng đi theo, nhưng mà Ngài không làm được gì cả. Thấy chưa? Chúng ta, anh Chúa vẫn có đó, nhưng mà Ngài không làm được. Anh này thì quá yếu rồi. À, à, và cuối cùng đi xuống luôn. À, à, chúng ta vỗ tay cảm ơn Chúa. Dạ. Cái quyền làm con của Đức Chúa Trời khi Thánh Linh của Chúa ngự ở trong chúng ta vô cùng quan trọng. Bởi vì chúng ta với Ngài trở nên một. Và do đó, cái quyền làm con của Đức Chúa Trời được Chúa đổi mới và Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta trở thành con người vĩ đại. Chúng ta trở thành con người siêu nhiên. Chúng ta trở thành một con người mà trước đây đó, những điều chúng ta không làm được, chúng ta làm được. Tôi cho chúng ta một ít điều để chúng ta nắm lấy. Tại thật sự cái loạt bài này rất là dài, nhưng mà tóm tắt chúng ta một số điều chính để chúng ta lấy. Thứ nhất, cái quyền làm con của Đức Chúa Trời là chúng ta được thay đổi địa vị. Trước đây có thể chúng ta là con nhà nghèo, nhưng là chúng ta giờ là con của Đức Chúa Trời, là con nhà giàu. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng á, là Chúa Giêsu trong Côrintô nhì đoạn 8 câu 9, Chúa Giêsu đấng giàu có tự Ngài, à, Ngài trở nên nghèo khó để bởi sự nghèo khó của Ngài chịu, chúng ta được trở nên giàu có. Bởi vì chúng ta được trở nên con của Đức, đây là địa vị của chúng ta. Chúng ta được cha chúng ta chăm sóc nuôi nấng chúng ta. Chúa Giêsu nói trong Matthew đoạn 6 như thế này. Chúa Giêsu nói về bài cầu nguyện chung đó là lại cha xin cho con được ăn hôm nay đủ ngày đủ dùng, đúng không? Đó là cầu nguyện mà Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện. Và lắm khi chúng ta tin rằng theo Chúa, Chúa cho đủ dùng. Nhưng mà nếu ta đọc hết cái đoạn phía sau đó, tiếp tục sau đó, Chúa Giêsu nói về cái việc mà Đức Chúa Trời và Ma Môn. Chắc người không thể nào trờ thờ Đức Trời và Ma Môn được. Chúa muốn nói cho chúng ta cuộc đời chúng ta, nếu chúng ta để tiền bạc Ma Môn làm chủ cuộc đời chúng ta, chúng ta cuộc đời chúng ta sẽ không có gì cả. Và Chúa Giêsu mới đưa đến chớ lo chi về ngày mai. Và trong đó Chúa Giêsu nói rằng cái chim nó không cần phải tích trữ một ngày nào đó cho ngày mai của họ, mà cha các con trên trời còn chăm sóc cho nó. Các con há chẳng quý trọng hơn loài chim sao, để ngày không chăm sóc cho con. Rồi Chúa Giêsu mới đưa cái tiếp là loài hoa ngoài đồng mà không không cần phải dịch chỉ để mà áo nó còn đẹp hơn là cái áo của Sô-lô-môn. Các con không há quý trọng hơn loài hoa để ngày công chăm sóc quần áo sao? Nói như vậy có nghĩa là Đức Chúa Trời là cha chúng ta. Khi chúng ta được cứu, chúng ta được quyền làm con Đức Trời, thì nhiệm vụ của cha chúng ta là gì? Cơm ăn áo mặc ngày bao. Quý vị phải xác định điều này, đây là địa vị của gì. Những người mà không biết cái chuyện này đó, quý vị sẽ luôn luôn lúc nào cũng than. Mà quý vị càng than, nó quý vị ở trong cái quyền lực của sự tối tăm, nó cầm buộc quý vị để quý vị luôn luôn sợ hãi thiếu thốn. Nhưng mà quý vị biết mình là con của Đức Trời đó, thì cơm ăn áo mặc cha bao. Quay qua người bên, cơm ăn áo mặc cha bao. À,
sao vậy? Chúng ta không sống bởi mắt thấy, chúng ta không nhìn vào tài khoản chúng ta, chúng ta không nhìn vào có việc làm hay không việc làm, chúng ta không nhìn vào cha mẹ mình, ai là người giúp đỡ mình, ai là người chạy đến và cho tiền mình. Nhưng mà chúng ta biết rõ rằng cha chúng ta luôn luôn chu cấp mọi nhu cầu cho chúng ta. Đức Giê-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Amen. Nào, kế tiếp Chúa Giê-su nói thế này, nếu ai muốn hơn đó, hơn chứ chỉ cơm ăn áo mặc đó, thì kế tiếp là, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ không có ban cho mọi điều, ban cho thêm mọi điều ấy nữa. Có nghĩa là khi mà chúng ta ngoài việc làm con cái cho Ngài, ban cho Chúa cấp đồ ăn đủ ngày cho chúng ta, quần áo mặc chúng ta, muốn có thêm là đặt Chúa trước tiên. Chúa trước hết. Muốn có quần áo, muốn có gì đẹp hơn, muốn có gì đó là Chúa trước hết. Quay qua cái mình, Chúa trước hết. À, cho nên cái quyền làm con của Đức Chúa Trời là một cái quyền, một cái đặc ân của mỗi chúng ta. Để khi mà chúng ta đi theo Chúa, chúng ta không sống trong cái mắt thấy có tiền hay không, có áo mặc hay không, à mà chúng ta biết rằng tất cả điều này cha trên trời lo chúng ta. Có ai cha mẹ mà chúng ta mà để cho con cái mình rách rưới không? Thậm chí chúng ta thà là mình mặc đồ rách còn hơn để cho con cái mình mặc đồ rách, đúng không ạ? Thì hãy tưởng tượng chúng ta vốn là cha mẹ là người xấu, còn biết nghĩ đến con cái mình cái điều tốt, huống chi cha chúng ta trên trời. Mà cha chúng ta, Ngài đấng yêu chúng ta đến nỗi Ngài không tiếc ban con độc sanh của Ngài cho chúng ta, thì Ngài còn tiếc gì chúng ta nữa? Cho nên chúng ta phải xác định cái địa vị làm con của Chúa trên đời sống mình, bởi vì nó là then chốt cho bước vào trong mục vụ. Nếu mà chúng ta không xác định được này, chúng ta hầu về Chúa, chúng ta luôn luôn tính toán so sánh, à tại sao người này có này, người kia có kia, mà mình không hiểu rằng cha của mình lo tất cả cho mình rồi. Để trở thành Đức Chúa Trời trước trong đời sống của chúng ta, bất cứ quyết định nào, bất cứ thì giờ sáng dậy sớm, chúng ta để Chúa trước. Cái gì cũng Chúa trước. Dâng hiến phần 10 của Chúa trước khi mình xài tiền gì, phần 10 Chúa trước. Của lễ đầu mùa của chúng ta, Chúa trước. Tất cả mọi sự Chúa trước, Chúa trước, Chúa trước, Chúa trước, Chúa trước. Khi mà lời của Chúa dạy chúng ta điều gì, chúng ta để Chúa trước. Ngày hôm qua tôi đến một nhà kia, và ông mục sư, ông đã nhờ tôi nói tiên tri cho đứa con. Và khi tôi nói tiên tri cho đứa con này, thì khi tôi bắt đầu tôi nói, thì Chúa bày tỏ cho tôi rằng người này là rộng rãi, yêu mến Chúa, rất là tốt. Nhưng mà tôi nói một điều đó là gì? Cái sự dâng hiến của lễ không bằng sự vâng lời. Người này có thể dâng hiến mỗi công việc gì mà ngay cả bắt đầu mà có một cái dự án nào mà được ký hợp đồng xong rồi là dâng hiến cho Chúa trước. Và tất cả điều gì dường như là mình thấy rất là tốt, trừ một điều là vâng lời, Chúa gọi hầu Chúa không đi. Chúng ta không thể nào dùng cái chữ là không thể nào viện lý do con làm cái này làm cái kia làm cái nọ mà không vâng lời được. Và có rất nhiều người tôi tớ của Chúa bởi vì không vâng lời nên phá sản. Nhìn vào cái gương của ông tiên tri gì? Jonah. Càng lúc ông đi xuống xuống Tạc Sơ, rồi xuống tàu, rồi xuống đáy tàu, rồi xuống biển luôn, xuống lòng biển. Một lần kia tôi nói chuyện với một người bạn của tôi là một tiên tri, tôi nói chuyện về chuyện này, chúng tôi nói với nhau đó. Lắm khi chúng ta làm ăn với người ngoại đó, buôn bán mà với người ngoại còn hơn là buôn bán với người không vâng lời Chúa. Bởi sao? Nguyên chiếc tàu chở ông Jonah phá sản. Tôi nói thật quý vị đó. Nếu gì không vâng lời Chúa, quý vị làm cái gì thì phá sản cái đó. Một người tiên tri bạn của tôi, ông kể lại như thế này. Chúa gọi ông bỏ công việc trọn thời gian để đi học với Chúa trọn thời gian. Ông nói rằng, Chúa ơi, con đi học với Chúa vậy làm sao có tiền để lo gia đình. Con đi đây đi đó làm sao có tiền. Ông ta không chịu làm. Một thời gian sau có chuyện gì với gì xảy ra không? Công ty mà ông ta làm đó, ông ta là gọi là kỹ sư trưởng của cả công ty.
và công ty bắt đầu xuống dốc. Và công ty nói rằng chúng ta sẽ đuổi một số nhân viên. Ông nghĩ rằng sẽ đuổi những lính nhỏ nhỏ, nhưng mà ông ta là người bị đuổi đầu tiên. Ông ta là người bị đuổi đầu tiên. Chúa biết cách bắt chúng ta làm theo ý Ngài muốn Ngài nếu chúng ta không dâng lời sớm. À, nói người kia bên, thà dâng lời còn không bị đòn. À, ông bạn của tôi, ông mới kể lại với tôi, một số ông, anh biết không, khi mà tôi trở về lâu quá một thời gian tôi đi hầu Chúa, Chúa chu cấp tất cả mọi thứ, không thiếu thốn gì, đi khắp nơi trên đó Chúa chu cấp hết. Và lần kia tôi trở lại công ty để coi công ty lúc này sao, thì cái người ông trở lại công ty của mình, thì cái nhân viên làm công ty nói là công ty lúc này sao rồi, nó từ khi anh đi công ty phát triển rất là cao. Chúa biết cách nha. Yeah, amen. Quay qua người mình đừng có trốn Chúa. Nào, bởi vì chúng ta là con của Chúa, cho nên Ngài chu cấp mọi nhu cầu cho chúng ta. Ngài đứng bảo vệ chúng ta. Dầu khi tôi đi qua thung lũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa gì, vì Chúa ở cùng tôi. Tôi nói chúng ta biết rằng khi mà chúng ta hiểu được chúng ta địa vị là con của Chúa đó, chúng ta không sợ bất cứ ai hết. Không sợ bất cứ ai hết. Nếu chúng ta càng hiểu được cái địa vị của mình trong Chúa mà theo Chúa nhiều năm đó, chúng ta là cảm thấy rằng chúng ta không cần tìm kiếm ai mà người ta tìm kiếm mình. Người ta tìm chúng ta tìm họ. Tôi thí dụ chúng ta một vài câu chuyện. Kinh Thánh cho chúng ta biết là tiên tri Elise, ông Naaman bị bệnh phung, và cô con gái làm đệ tớ trong nhà đó nói rằng bên nước tôi có một tiên tri và sẽ đem nó chữa bệnh cho vua, cho ông. Ông đến nói với vua của mình là vua Syria, vua Aram đó, là nói rằng viết một cái giấy mời để ông qua vua của Israel, để khi vua Israel đưa đến tiên tri Elise. Và ông này chở đồ đạc vàng bạc này đến và tới nhà của Elise. Elise gặp mặt ông. Không. Nếu chúng ta là người của Đức Trời đó, có những người Chúa cho chúng ta gặp mặt, còn có những người chúng ta không cần gặp mặt. Nghe kỹ tôi nói đi, nếu muốn bước gì đưa đi trong sự sức dầu của Chúa, đi trong thẩm quyền của Chúa đó, chúng ta không nhờ cậy con người mà nhờ cậy Đức Chúa Trời. Quý vị biết chuyện gì xảy ra không? À, ông không thèm ra và chỉ sai tới đệ tớ ra nói chuyện này, xuống sông cho anh tắm 7 lần rồi về. Ông này tự ái quá, tự ái, tôi là tổng binh của một quốc gia lớn, một quốc gia hùng mạnh. À, viết thư mời đến vua của tôi, viết thư mời đến vua Israel, mà đến gặp ông này, đáng lẽ ông giơ tay làm bùa làm phép gì đó mà không làm gì hết trơn, chỉ nói một câu nói rồi đi xuống sông này. Mà sông Giô-đan ở đâu có như sông của ông, nước của ta. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được chúng ta là người của Đức Chúa Trời đó, à, chúng ta sẽ thấy là những công việc của ma quỷ sẽ dưới chân của chúng ta. Có nhiều người ngày hôm nay chúng ta tìm kiếm địa vị mà không biết cái địa vị thật của mình. Nhiều người muốn tôi vào chức này được người ta tôn trọng, chức vụ kia, hội trưởng này, nó có nhiều người tìm muốn cái này lắm. Mà tôi xin thưa chúng ta, nếu chúng ta tìm kiếm như này, chúng ta là người rất tầm thường. Có thể buồn lòng một số người, nhưng mà hôm nay tôi bộ sư Thành, bộ sư Hùng cho tôi đến đây, tôi nói thoải mái. Nào, giải thích cho chúng ta nghe không? Tại sao? Kinh Thánh ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu thứ 3. À, Phaolô nói rằng cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Ngài đã ban cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Nào nghe kỹ nè. Chúng ta có phước chưa? Đã có rồi. Không phải sẽ có. Nhiều người, Chúa xin ban phước cho con, trong khi phước đã có rồi. Quay qua người bên, đã có phước rồi. À, và phước này ở đâu? Phước này ở đâu? Phước này ở trong Đấng Christ. Nếu chúng ta rời khỏi Đấng Christ thì là người vô phước. Chúa Giêsu nói gì? Nếu ngươi ở trong ta và là ta ở trong ngươi, nếu có ngươi mà các ngươi là nhánh nho gắn liền vào ta thì sinh ra lắm trái, ngoài ta ra các ngươi chẳng làm gì được. Cho nên phước này ở trong Chúa Giêsu. Cho nên nhiều người theo Chúa được Giêsu đầu tiên một thời gian được phước, rồi một thời gian nghĩ là mình làm được mọi sự, thành ra vô phước.
cái mối quan hệ của chúng ta với Chúa Giêsu là điều tiên yêu cho đời sống chúng ta. Chúng ta rơi Ngài ra, David nói rằng ngoài Ngài ra tôi chẳng có phước gì. Và lắm khi chúng ta là người hầu việc Chúa, chúng ta bận rộn với công việc Chúa, bận rộn này mà chúng ta quên đi là ở trong Ngài. Và cuộc đời theo Chúa cứ trồi sụp, vừa lên nó sụp. Ưu tiên cho đời sống chúng ta là Chúa Giêsu, được ở trong Ngài. Phaolô ông nói rằng ông coi mọi sự là sự lỗ, nhận biết Đấng Christ là điều quý giá hơn hết. Do đó phước này chúng ta ở đâu? Ở trong Đấng Christ. Và ở đâu? Ở các nơi trên trời, không phải dưới đất. Điều quan trọng là chúng ta làm sao ở trên trời đem xuống đất mới là vấn đề. Hỏi quay người cái bên, làm sao đem xuống đất đây? Làm sao download đây? Làm sao download đây? Kinh Thánh cho chúng ta cái nhất. Thứ nhất, Kinh Thánh cho chúng ta biết làm sao để trên trời đổ xuống cho chúng ta. Thứ nhất, vâng lời. Phục truyền đoạn 28, nếu có người cẩn thận làm theo những điều mà Đức Giê-va, Đức Chúa Trời Cha, các Đức Chúa Trời truyền cho các người ngày hôm nay, thì các phước lành này sẽ giáng xuống các người và có hiệu quả ngay. Như vậy chúng ta vâng lời thì chúng ta phước của Chúa giáng xuống chúng ta, mà tôi hay dùng cái chữ là bị phước đè đó. Quay qua cái bên, vâng lời thì bị phước đè. Mà không vâng lời thì Kinh Thánh cho là cái trời sẽ bằng đồng và đất bằng sắt, đúng không ạ? Vâng lời thì Chúa mở cái kho báu trên trời ban phước xuống. Cái thứ hai mà để phước đè cho chúng ta là gì? Ma-la-chi đoạn 3, dân hiến phần 10 và các của dân, thì Ngài sẽ mở các cửa sổ trên trời đổ phước xuống đến nỗi không chỗ chứa. Nhưng mà cái chữ mà các cửa sổ này, tiếng Việt chúng ta nhìn là cửa sổ đó, nhưng mà nguyên văn của nó là các cổng xả lũ. Tiếng Anh dùng chữ là floodgate, có nghĩa là nếu chúng ta tới mấy cái đập đó, thì mấy cái đập nó có cái cổng, khi mà nước nhiều quá họ xả ra, tuôn ra giống vậy. Có những người mà họ nghĩ rằng họ dâng hiến cho Chúa, Chúa sẽ ban phước mở cái trời ra ban cho họ, nhưng họ không sống, không dâng lời, chẳng thấy phước gì cả. Lắng nghe tôi kỹ, quý vị nào mà doanh nhân mà có mặt ở tại đây nghe tôi nói, nếu quý vị mà không vâng lời Chúa, quý vị có dâng hiến cho Chúa nhiều bao nhiêu chăng nữa đó, chẳng có gì cả. Cho lắm khi tôi có nhiều người đến giải gieo nhiều gặt nhiều, gieo ít gặt ít, đúng thiệt, nhưng mà không vâng lời không có gì cả, thậm chí còn bị phá sản nữa. Trước đây tôi gặp một số một doanh nhân đó, lúc mà tôi đến đây khoảng 2002, gặp một doanh nhân đó và anh ta có chiếc xe, anh chở tôi với một sư quản nhiệm, tổng quản nhiệm đi thăm viếng một số nơi, và anh này lái xe chở tôi. Và khi anh lái xe chở tôi, anh ta trên xe anh ta cứ kể là chú ban phước, ban phước, ban phước, mở hợp đồng này, hợp đồng kia, một sư thấy xem em chú cho nè. Rồi vài năm sau tôi về, tôi gặp một sư đó, tôi hỏi rằng cái em mà chở mình hôm đó sao rồi. Cái một sư nói nó rớt rồi em. Tôi một sư đó gọi anh em nó rớt rồi em. Vài năm sau nữa tôi hỏi gì chứ cái em đó sao rồi. Họ trả lời là em đó ly dị rồi, bỏ vợ bỏ con rồi. Tôi hỏi chú vậy chứ tại sao vậy? Đây là người chú ban phước rất nhiều mà, tại sao như vậy? Khoảng 6 tháng sau chú mới trả lời tôi. Quý vị biết câu trả lời là gì không? Nó yêu phước ta chứ không yêu mến lời ta. Nó sống, cái chữ đúng của chú này, nó sống vì phước của ta chứ không sống vì lời của ta. Cho nên quý vị nào nghe kỹ tôi nói, nếu quý vị cứ kể phước 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 mà quý vị không có lời của Chúa, không nói chuyện về lời của Chúa đó, coi chừng quý vị đang trong cái cạm bẫy này. Nếu quý vị nào gặp tôi là tôi luôn luôn nói lời Chúa, tôi chia sẻ lời Chúa, có gì tôi biết tôi nói. Và do đó mất tiêu luôn, biến mất luôn. Và chúng ta cần phải để ý cái điều này. Cho nên chúng ta quay người cái bên, không sống vì phước nhưng mà sống bởi lời Chúa. Amen. Được Chúa bảo vệ, tài sản chúng ta, mọi sự thuộc về chúng ta, Chúa bảo vệ.
Chúng ta làm con của Chúa, chúng ta được quyền nhận lấy sự chữa lành. Đó là quyền lợi của chúng ta. Khi Chúa Jesus gặp người đàn bà mà bị khom lưng tại cái hội đường đó, bị quỷ ám 18 năm, Ngài nói rằng hỡi con gái của ta, và Chúa đặt tay trên bà chữa lành. Người hội trưởng hội đường đó, tại xong sau suốt ngày 6 ngày không chữa bệnh mà đỡ ngày sa bát rồi chữa bệnh. Chúa xuống nói con gái của Abraham đã bị ma quỷ áp bức 18 năm, há chẳng lẽ nào được chữa lành trong ngày sa bát sao? Quý vị là con cái của Chúa, sự chữa lành thuộc về chúng ta. Amen. Chúng ta phải tin điều này. Nhiều khi chúng ta không chúng ta nhân danh Chúa bởi rằng rồi Chúa chúng ta được lành, nhưng mà chúng ta công bố điều đó rất tốt, không sai, chúng điều kinh thánh không sai, nhưng mà chúng ta phải xác quyết rằng chúng ta là con cái của Chúa, sức khỏe thuộc về chúng ta. Tôi có người bạn trên đường đi Singapore qua bên về Việt Nam, tôi gặp cái chị này mắc cái bệnh mà ở trong bao tử rất là nặng, và bác sĩ nói đừng có đi ra nước ngoài, nhưng mà cô ta quyết định đi, và trên đường gặp tôi. Và tôi nói chị rằng chị cầu nguyện, người khác cầu nguyện, chúng ta nói chị phải biết rằng đây là quyền lợi của chị. Khi mà người đàn bà Canaan mà đến với Chúa Jesus xin Chúa chữa lành cho đứa gái mình bị quỷ ám đó, Chúa Jesus nói bánh này không cho chó mà cho ai? Cho con. Sự giải cứu, sự chữa lành thuộc về con cái của Đức Chúa Trời. Kế tiếp, Chúa có một chương trình, bởi vì Ngài là cha chúng ta, Ngài có chương trình to lớn và quý giá. Giới của tôi trong Thi Thiên 139 câu 17-18. Thi Thiên 139 câu 17-18. Chúng ta đọc chung ha. Đọc lại từ đầu ha. Để lại nha. Thứ nhất, Đức Chúa Trời có tư tưởng quý báu cho tôi thay. Chữ tôi thay có nghĩa là một lời nói tán thán. Chúa thật là có một tư tưởng quý báu. Đúng không ạ? Thứ nhất, những tư tưởng của Chúa, chương trình của Chúa dành cho chúng ta, nó thật là quý báu. Là một cái ha. Số tư tưởng ấy lớn thai, hay là những tư tưởng của Chúa dành cho chúng ta vĩ đại thai. Thứ ba, kế tiếp, nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy thì nhiều hơn cát. Đó là quyền lợi làm con của Đức Chúa Trời. Không phải chương trình chúng ta hoạch định cho cuộc đời mình, không phải chương trình chúng ta hoạch định cho con cái của mình, không phải chương trình chúng ta hoạch định cho hội thánh của mình, mà phải là chương trình của Đức Chúa Trời. Tư tưởng của Chúa quý báu, tư tưởng của Chúa vĩ đại, tư tưởng của Chúa nhiều hơn cát. Cả những gì chúng ta hoạch định cho mình, những kế hoạch, những ước ao, ước mơ chúng ta hoạch định cho mình sẽ không so sánh một điều nhỏ nhoi mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Đó tại sao ma quỷ luôn luôn kéo chúng ta thay vì để Thánh Linh Chúa dẫn dắt chúng ta. Hồi nãy ha, chúng ta để cho những ước ao của mình, những gì mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, cảm xúc chúng ta dẫn dắt chúng ta. Và do đó rất là nhiều người không đạt được, không đi theo sự kêu gọi và không hoàn thành cuộc chạy đua. Nếu chúng ta nói chuyện với David thế này, lúc ông còn chăn chiên đó, David, tôi nói trước cho anh chuyện này nha. Mai mốt anh sẽ là một người dũng sĩ của cả Israel. Kể cả vua Saul và tất cả những chiến binh ở nước của chúng ta sẽ không dám đối đầu với một tên khổng lồ này. Anh chỉ ra một cú một, anh đánh chết nó và anh chặt đầu nó. David nói gì? Đừng nói chơi. Tôi là chỉ cậu bé thôi. Tôi chưa bao giờ đánh trận. Tôi chưa bao giờ ra trận nào giờ tôi chăn chiên. Chúng ta nói David thế này. David,
một ngày mai anh sẽ trở nên một dũng sĩ, anh đánh đâu thắng đó, anh sẽ là cái người chiếm lại tất cả những gì mà Đức Chúa Trời hứa cho Abraham, Isaac và Jacob, tất cả vùng đất mà Chúa hứa mà Joseph không chinh phục được, các quan xét không chinh phục được, anh sẽ là chiếm tất cả vùng đất này cho Israel. Đang nói không, không có chuyện này. Ba tôi là người chăn chiên và tôi là chăn chiên. Ba mẹ tôi nghèo, tôi nghèo. Ba mẹ tôi thất học, tôi thất học. Và chúng ta nói David thế này, David, một mai anh sẽ trở thành một vị vua vĩ đại. Tên anh sẽ được ngàn đời sau người ta đặt tên cho mình và đặt tên cho con cái mình. Không, không có chuyện này. Tôi anh sẽ làm vua và dòng dõi anh sẽ đời đời làm vua. Ta nói chuyện này không thể nào xảy ra. Nhưng mà thật sự đã xảy ra. Cho nên đừng hoạch định tương lai cho mình. Đừng hoạch định tương lai cho gia đình mình, con cái mình. Nhưng mà hãy cầu hỏi Chúa, Ngài muốn con như thế nào? Cuộc đời con, thưa Chúa, nằm trong tay của Ngài. Con của con nằm trong tay của Ngài. Chúa có chương trình gì cho hội thánh con? Chúa có chương trình gì cho Chúa giáo hội chúng con? Chúa ơi, chỉ chúng con. Chúng ta dễ dàng làm theo cái nhu cầu hay khó khăn hay những gì trước mắt chúng ta mà chúng ta không cầu hỏi Chúa. Sự vĩ đại của chúng ta không lợi thuộc vào sức lực, sự khôn ngoan, tài năng của chúng ta, nhưng sự vĩ đại chúng ta nhờ núp bóng Chúa. Amen. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chúng ta không thấy trước tương lai, nhưng mà Chúa thấy trước. Đừng nhìn cơ hội, nhưng mà nhìn vào Đức Chúa Trời. Để bước đi trong chương trình vĩ đại này, tôi sẽ cho chúng ta chìa khóa để có sự bứt phá trên đời sống mình. Xin dẫn chúng tôi ở trong Sơ Bên Nhì đoạn 5, câu 17 trở đi. Khi người Philistin nghe tin vua David được sức dầu làm vua dân Israel, toàn quân Philistin kéo lên tìm bắt vua David. Vua David nghe tin liền đi xuống ẩn trong đồn. Quân Philistin kéo đến và bủa ra trong thung lũng Phê-rơ-im. Chúng ta, nếu chúng ta phân tích câu chuyện này, chúng ta thấy thế này. Khi Philistin tấn công David, David là nổi tiếng người bách chiến bách thắng. Ông đánh chặn liền không? Ông núp. Chúng ta sẽ nếu mà quý vị sẽ là một cái tên lính ở trong quân đội của vua David đó, quý vị sẽ hỏi rằng, ủa, vua của mình sao vậy? Kẻ thù đến và chiếm đánh vùng đất, đánh dân sự, ông là núp là sao vậy? À, nhưng mà nếu quý vị mà nghe cái tên mà tướng thân cận với David đó, cái tên tướng trả lời nè, đừng có lo. Cứ ở đó yên nghỉ đi. Vua của chúng ta đó, cái điều ông sẽ làm đó, ông vô trong chỗ đó. Ông vô phòng trong nơi kín đáo, ông vô trong đó. Ông tìm kiếm Chúa. Khi mà ông bước ra rồi đó, trăm trận trăm thắng. Khi David gặp nan đề, chuyện đầu tiên ông làm cái gì? Gọi một sư lực. Gọi một sư đinh anh hùng. Hả? Phải không? Ông vào phòng riêng. Và tại phòng riêng Chúa nói rằng những người mà vào phần đóng cửa lại mà tìm kiếm Chúa đó, cầu nguyện với cha các ngươi trên trời đó, thì cha ngươi sẽ thưởng cho các. Có rất nhiều người chúng ta đi đến người khác cố vấn, càng được nghe cố vấn càng hư thêm. À, David đã làm gì? Chúng ta nghe tại đây. David cầu hỏi ý Chúa. À, con có nên đánh dân Philistin chăng? Ngài sẽ phó chúng vào tay tôi chăng? Chúng ta nghe kỹ nè, David cầu nguyện hai điều. Thứ nhất, con có nên đánh hay không?
mặc dù nó đánh gì đó, nó đánh dân con rồi đó, nhưng mà Chúa có muốn con đánh không? Nếu Chúa không muốn con đánh, con không đánh. Dân Israel có thể bị người phi tinh đánh, cướp giết, nhưng mà David quyết định không đánh, bởi vì Chúa không muốn ông đánh. Chúng ta bị cám dỗ để đánh, đúng không ạ? Nhưng David hỏi Chúa hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là Chúa muốn con đánh dân phi tinh này không? Câu hỏi thứ hai là Ngài sẽ phó chúng vào tay con không? Ngài có cho con thành công không? Chúa ơi, con muốn mua mảnh đất này đầu tư. Chúa có muốn con mua hay không? Và nếu con mua mảnh đất này, con có lợi hay không? Hỏi Chúa. Rất nhiều thương gia ngày nay sụp hầm bởi vì không hỏi Chúa. Chúa ơi, con muốn mở công ty này. Con muốn mở hội thánh này. Con muốn mở cái này. Chúa có muốn con làm hay không? Và nếu con làm, Chúa có giúp con thành công không? Nếu chúng ta muốn trong thời kỳ cuối cùng này, chúng ta cứ đi lên. Chúng ta muốn trong thời kỳ này chúng ta chinh phục đắc thắng. Bởi vì sao? Kinh Thánh cho chúng ta biết là những ai sinh ra từ Đức Chúa Trời thì chiến thắng thế gian. Chúng ta là sinh ra để chiến thắng, chúng ta sinh ra để chinh phục. Nhưng mà làm sao chúng ta chinh phục? Chúa có muốn con làm hay không? Nếu Chúa không làm, con không làm. Nếu Chúa làm, nhưng mà Ngài có làm ơn cho con để thành công không? Còn nếu mà Chúa muốn con làm nhưng mà Ngài không giúp con thành công thì con không làm. Chúng ta thấy cái gương của Môi-se không? Trong Xuất Ký đồng 33 đó. Chúa nói với Môi-se thế này: Chúa hứa, ta hứa với tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, ta sẽ cho cái ngươi đất này làm cơ nghiệp. Có lời hứa, ta đã thề với tổ phụ ngươi, ta sẽ ban cho ngươi làm cơ nghiệp. Chúa thề, Chúa hứa, Chúa thề. Ta sẽ thay thiên sứ đi với các ngươi. Nhưng mà ta không đi với các ngươi. À, thấy không? Lời hứa có. Lời thề của Chúa có. Thiên sứ đi cũng có. Tuyệt vời không? Tuyệt vời. Nhưng mà một điều gì? Chúa không đi. Môi-se đã trả lời Chúa rằng nếu Chúa không đi với con, đi đường sai con đi. Có nghĩa là Chúa đã cho con cái chuyện đó. Con cầu nguyện với Chúa, con được đánh hồng, Chúa đã đồng ý, nhưng mà ta không đi với con. Nhưng mà Chúa có đi với con không? Nếu Chúa đi với con thì và Chúa làm ơn cho con, Ngài sẽ khiến con khác biệt và dân Chúa khác biệt tất cả dân tộc khác trên thế giới. Nếu chúng ta muốn là một người khác biệt tất cả các người khác, chúng ta muốn hội thánh mình khác biệt tất cả các thánh khác, thì hãy để Chúa đi với mình. À, khi tôi học được bài học này, nó nhẹ rất là nhiều. Bởi vì không phải bất cứ chuyện gì tôi đều làm cả. Amen không ạ? À, nhiệm vụ chúng ta chỉ làm như Chúa muốn mình làm thôi. À, và lần sau cũng y chang giống vậy. Nếu chúng ta coi câu động thánh này, chúng ta thấy kế tiếp là gì? Quân phi tinh là kéo lên lần nữa. À, rồi lần này thì sao? Họ đóng cái thung lũng tại nơi này. À, và Chúa chỉ cho ông đánh. À, và nhưng mà cái lần đầu tiên chúng ta trở lại chút xíu câu 20 đó. À, thế này. David đến ba anh Pherasim đánh bại chúng tại đó. Vua David nói: Chúa phá vỡ hàng ngũ quân thù trước mặt tôi như nước lũ vỡ bờ. Câu 20. Nói cách khác là khi David nghe tiếng của Chúa và Chúa nói là ta, con nên làm một chuyện, con đi đánh trận và ta ở với con, thì điều gì sẽ ra? À, đánh vỡ các cái thù nghịch như nước vỡ bờ. Bản dịch này thì không có rõ. Hay nói cách tiếng Anh là breakthrough, tức như là bứt phá. Bứt phá. Khi mà Chúa muốn chúng ta làm và Ngài chúc phước cho công việc làm của chúng ta, thì lúc đó bứt phá. Quay vào cơ mình, bứt phá. Lần thứ gì, quân phi tinh đến và ông có hỏi Chúa giống như vậy. Và lần này chúng ta thấy rằng Chúa nói ông đừng đánh kiểu đó nữa. Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết là ông cầu hỏi với Chúa. Cơ hội thắng rồi, tại sao không thừa thắng xong lên đánh? David có thừa thắng xong lên đánh không? Không, ông thắng rồi. Quân tinh kéo tới lần nữa, ông không đánh. Ông hỏi Chúa, có muốn con đánh không?
Chúa cho con thành công không? Chúa nói giờ này con đừng đánh nó mà con đi vòng phía sau. Khi nào mà nghe cái tiếng gió thổi ở trên ngọn cây dâu á, thì hãy đánh. À, bây giờ quý vị mà có một cái tên lính mà đi theo mà David mà thấy đó, sao mình thắng rồi sao không thừa thắng xong lên? Sao vua David vua mình cho kỳ vậy? Không thừa cơ hội để đánh thắng. Rồi nó nói, không sao, cứ để ông vô trong tìm kiếm Chúa đi. Ông vào phòng riêng, ông tìm kiếm Chúa đi. Ông ra lần này thắng còn dữ hơn nữa. À, và lần này, David nói rằng, không đánh đối diện nữa, mà đi phía sau lưng. Và sau lưng nó chờ nha, không được đánh. Ủa sao vậy? Chờ chừng nào mà nghe tiếng gió trên cây, thổi trên cây mới đánh. Chúng ta hợp lý không? Luôn luôn ý tưởng của Chúa không phải ý tưởng của chúng ta. Đường lối của Chúa không phải đường lối của chúng ta. Cách Chúa làm việc không phải là cách chúng ta làm việc. Trong Thi Thiên 103 cho chúng ta biết cái này. Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng của Ngài cho dân Israel, nhưng đường lối của Ngài cho Môi-se. Dân Israel họ trải nghiệm quyền năng của Chúa, nhưng họ không vào đất hứa được. Họ cứ thúc này thúc khác. Nhưng mà Môi-se làm theo ý muốn của Chúa, đi theo đường lối Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta biết cuối sách Phục Truyền Luật Lệ Ký thế này. Từ trước về sau, không có ai có bày tỏ dấu kỳ phép lạ và quyền năng giống như Môi-se. Tại sao Môi-se được điều này? Ông đi trong đường lối của Chúa. Đi trong chỉ dẫn của Chúa. Và khi đi trong sự chỉ dẫn của Chúa, tôi xin thưa chúng ta, nó lắm khi nó khó hiểu lắm. Tại sao? Khi mà Môi-se đối diện với biển đỏ, phía sau lưng là kẻ thù. Chúa ơi, sao đây? Con làm gì đây? Chúa kêu con hãy giơ cái gậy lên. Chúa ơi, phía sau quân Ai Cập. Chúa ơi, phía trước biển đỏ. Tại sao Chúa kêu con giơ cái gậy lên? Cái nhiệm vụ của Môi-se là chỉ làm theo đường lối của Chúa thôi. Còn nhiệm vụ Chúa làm gì là việc của Chúa? Ông giơ cây gậy lên thì biển đỏ rẽ ra. Amen không à? Cho nên khi chúng ta hiểu được đường lối của Chúa, chúng ta đi trong đường lối của Chúa, nó sẽ trở nên mọi sự, những nan đề, những khó khăn trước mặt chúng ta, nó chỉ là chỉ giơ cây gậy thôi. Không cần biết được bao nhiêu chuyện lớn lao, chỉ giơ cây gậy thôi. Dễ dàng không? Dễ, giơ gậy thì dễ, mà chờ nghe Chúa kêu giơ cây gậy mới là có. Chờ đợi Chúa để Chúa kêu giơ cây gậy lên là một chuyện khác. Rồi, điểm cuối cùng mà tôi sẽ nói chúng ta phần này. Kế tiếp là chúng ta bước đi trong thẩm quyền và quyền năng. Chúng ta bước đi trong thẩm quyền và quyền năng. Làm con cái của Chúa, chúng ta được Chúa ban cho chúng ta thẩm quyền và quyền năng. Quay qua cái bên, anh chị có thẩm quyền và quyền năng. Đời sống của cơ đốc nhân là đời sống siêu nhiên. Chúng ta sống trong siêu nhiên chứ không sống trong tự nhiên. Vì đó khi chúng ta dâng hiến là chúng ta sống trong siêu nhiên. Khi chúng ta đặt tay trên người đau là chúng ta sống trong siêu nhiên. Khi chúng ta xây nhà thờ, Chúa kêu chúng ta xây nhà thờ mà không có tiền trong bóp, không có tiền trong hội thánh, đó là siêu nhiên. Tại sao là siêu nhiên? Trước khi tôi vô cái này, tôi cho chúng ta biết một điểm. Tại sao chúng ta là siêu nhiên? Cách đây một số năm, tôi đọc một cái tài liệu. Trong tài liệu này, có một cái trường đại học ở bên Mỹ. Họ mời một huấn luyện viên đến để mà đào tạo cho học sinh để chơi bóng rổ. Ở Mỹ thì có một điểm đặc biệt là cái trường nào mà thắng bóng rổ nhiều, được huy chương nhiều, thì trường đó nổi tiếng và có nhiều học sinh tham dự. Ngoài cái việc học điểm cao. Thì ông huấn luyện viên này mới, thì chúng ta biết là huấn luyện viên thường trả lương rất là cao. Thì cái bữa mà khai trường, bữa bắt đầu á, thì ông huấn luyện viên giới thiệu cả trường. Đây là cái đội bóng rổ của mình. Và kêu tất
cả các thí sinh bóng rổ, những người chơi bóng rổ lên trên. Khi những người này lên trên này xong, ông hiệu trưởng nhìn vào ở dưới, ông nhìn, à đứa này thật cao, đứa này thấp thấp, đứa này mập mập, à ông thấy những cái tướng khác nhau. Nhưng ông để ý một cái đứa bé chút xíu, thấp nhất, ốm. Ông mới hỏi, ông hiệu trưởng mới hỏi vậy đó, tôi không có hỏi ông mấy đứa này, à tôi tin tưởng nơi ông, bởi vì ông là một huấn luyện viên xuất sắc. Nhưng mà tôi thắc mắc tại sao ông phải chọn đứa bé nhỏ xíu này, nó ốm quá, nó yếu quá, làm sao chơi bóng rổ nó bị ta ép sao? À, huấn luyện viên bóng rổ này mở cái hồ sơ ra của những cái cầu thủ bóng rổ và chỉ cái tên đó nè, đây là cái tên của cậu bé này. Xin hiệu trưởng để đọc đây, ba của nó là ai, ba của nó tên như thế này, ba của nó là cầu thủ bóng rổ của trường này và bao nhiêu cái cúp đã đem về cho trường này. Ông hãy xem coi mẹ, coi ba của nó bao cao. Ông hãy coi mẹ của cái đứa bé, của cậu bé này. Mẹ của cậu bé này, lý lịch của cậu, mẹ cậu bé này là bao cao và bà là thí sinh là dân chơi, là dân thi thể thao, vận động viên thể thao. Nó tuy nó nhỏ nhưng nó có gen của bà nó, mẹ nó. Ngày nay nó nhỏ nhưng mà ông sẽ coi bắt đầu năm nay và năm sau, ông sẽ thấy nó sẽ đem rất nhiều huy chương cho trường chúng ta. Tất cả chúng ta khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình, chúng ta có gen của Đức Chúa Trời. Quay qua người bên, có gen của Đức Chúa Trời, có ADN của Đức Chúa Trời. Cái gen này giúp cho chúng ta sống siêu nhiên. Cái gen này giúp chúng ta sống đắc thắng. Gen này giúp chúng ta vượt qua tất cả mọi khó khăn năng đầy trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta, đó tại sao mà trong cuộc đời theo Chúa chúng ta, hai điều quan trọng mà chúng ta cần, chúng ta đến với Chúa, chúng ta cần biết Đức Chúa Trời mình là ai, và thứ hai mình là ai của Đức Chúa Trời. Ngài có gì, Ngài đấng như thế nào, và chúng ta sẽ trở nên như thế nào. Đó là điều chúng ta đeo đuổi. Không phải đeo đuổi quyền năng, không đeo đuổi sự sức giàu. Nếu như đeo đuổi sức giàu, chúng ta chỉ có một phần nào sức giàu thôi. Nhưng mà đeo đuổi Đức Chúa Trời là ai, và Ngài có gì cho chúng ta, thì thiên đàng tiếp tục cứ giáng phước, giáng dầu xuống, và chúng ta sẽ bước đi trong năng quyền này của Ngài. Amen. Cho nên để nói đến điều này, xin dỡ cùng tôi ở trong Matthew đoạn 9. Câu 35 trở đi. Đức Giêsu đi khắp các thành thị và làng mạc, dạy dỗ trong hội đường, truyền bá phúc âm nước trời và chữa lành mọi thứ bệnh tật và đau ốm. Ok, để chữ Ngài chữa lành mọi thứ bệnh tật và đau yếu. Nhìn thấy đoàn dân đông đảo, Ngài động lòng thương xót vì họ hà hiếp và khốn đốn như đàn chiên không người chăn. Ngài bảo, nhưng mùa gặt thật trúng, nhưng thợ gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thêm con gặt vào cánh đồng của Ngài. Chúng ta ngừng cái câu đó, lắm khi chúng ta quên cái câu kế tiếp qua đoạn 10. Chúa Giêsu, sau khi Chúa Giêsu nói điều này, Ngài gọi 12 môn đệ đến và ban cho họ quyền quy để đuổi tà linh và chữa lành mọi bệnh tật. Ở trên Chúa Giêsu chữa lành mọi bệnh tật trong đoạn 9. Bây giờ này trong đoạn 10, Chúa sai các môn đệ của Ngài ban cho họ quyền quy và để đi để đuổi tà linh và chữa lành mọi bệnh tật, y chang như Chúa Giêsu làm. Mà cái chữ quyền quy này, hay là cái quyền quy này đó, trong cái tiếng Hy Lạp đó là exousia. Exousia này đó có nghĩa là gì? Exousia này nghĩa là thẩm quyền và quyền năng. Có nghĩa là khi tôi dùng thí dụ như thế này, một người cảnh sát được cấp trên của mình ban cho mặc đồ đồng phục của người cảnh sát, thì người cảnh sát này được ban cho exousia, có nghĩa là ban cho thẩm quyền là người cảnh sát và đồng thời quyền năng là cho cái súng. Khi mà
một người nào lái xe ẩu, một người nào trộm cắp, thì cảnh sát ra là cảnh sát, ngưng lại, dừng lại. Thì cái tên đó dừng lại, thì ông đến tra hỏi và bắt. Nếu không dừng lại, ông móc súng ra. Đúng không ạ? Exousia là gọi là thẩm quyền, và trong đó có quyền năng. Ok. Cái thứ hai mà Chúa ban cho vợ cùng tôi trong Luca đoạn 10. Khi các môn đệ từ câu 17 trở đi, thì các môn đệ của Chúa mà được Chúa sai đi và đuổi quỷ, chữa lành bệnh, hỏi về, họ nói Chúa rằng nhờ danh của Chúa các quỷ cũng khuất phục chúng con. Chúa sư bảo trong câu 18 nè, ta đã thấy Satan từ trời xa xuống như chớp nhón, này ta ban cho các con quyền quy exousia. Ta ban cho các con quyền quy, để chi? Chúng ta coi, để đạp trên rắn độc bò cạp và trên mọi quyền năng của kẻ thù nghịch, và không có gì làm hại các con được. Nào, cái chữ quyền lực của kẻ thù đó là dunamis. Dunamis là quyền năng, sức mạnh. Và Chúa Giê-xu nói rằng ta ban cho exousia để con có thể dài đạp, quyền năng này dài đạp trên kẻ thù nghịch của con. Chúa Giê-xu nói hai điều. Thứ nhất, Chúa nói dân cho môn đệ của Chúa, tất cả thẩm quyền trên đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ môn dân. Cái thẩm quyền mà Chúa Giê-xu có lúc đó là exousia. Nhưng mà Chúa Giê-xu dạy cho các môn đệ của Ngài là chờ đợi nơi phòng cao, đến khi Thánh Linh giáng xuống các người thì các người mặc lấy quyền năng là dunamis. Chữ dunamis này giống như dynamo hay là cái chất nổ vậy đó. Nào, nhưng mà hai cái này á, mà chúng ta ngày hôm nay sử dụng hai cái này đó, chúng ta sử dụng, mặc dù chúng ta sử dụng, nhưng mà tôi giới thiệu chúng ta một cái thứ ba. Khi chúng ta hiểu được cái thẩm quyền của chúng ta mà Chúa cho chúng ta, cái này, đây là cái thẩm quyền mà trong thời kỳ cuối cùng chúng ta cần phải hiểu biết và chúng ta cần sử dụng. Giỡn cùng tôi trong Ê-phê-sô đồng 1. Nào, Ê-phê-sô là cái sách mà tôi rất là thường đọc, cứ tháng tôi đọc lại thường xuyên. Bởi vì cái sách này nói về cái địa vị, cái quyền lợi của con cái Chúa. Và Phaolô nói rằng, như nãy tôi nói đó, là Đức Chúa Trời đã trong Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta đủ mọi cái phước hạnh thiêng liêng ở các nơi trên trời, không phải một nơi mà có nhiều tầng bậc. Con cái của Chúa chúng ta cần phải biết là chúng ta lớn lên trong chiều kích thuộc linh, có nhiều chiều kích thuộc linh lắm. Cho nên có những sự sức giàu khác nhau, có những thẩm quyền khác nhau. Có những người chúng ta chỉ được như đó, chúng ta thỏa lòng và chúng ta không đi lên trên những cái bước cao hơn. Và để bước những cao hơn đó, có những người chúng ta vừa bước lên cái bước cao hơn, chúng ta đã sụp xuống rồi. Bởi vì cái sức chứa, sức mạnh của người bên trong mình không chịu đựng được. Cho nên nhiều người mới vừa được nâng lên, họ hạ xuống liền. Tại không hiểu được cái sự sức giàu thẩm quyền này. Nó đòi hỏi con người của Đức Chúa Trời có thể đứng vững ở trong chỗ đó. Giống người yếu quá, chứ không giờ chúng ta đưa họ, mà có súng nhỏ đưa họ cầm thôi, nhưng mà súng mà AK hay súng máy hay nào đó, họ không chịu không nói. Với cái bức giật của cái súng đó, họ chịu không nói. Cho nên có nhiều người chúng ta không hiểu được cái chiều kích thuộc linh. Chiều kích thuộc linh là gì? Thẩm quyền thuộc linh là gì? Có những người chúng ta không hiểu điều này, cho nên chúng ta, nếu tôi là chức này, chức kia, chức nọ, tôi sẽ là ngon lành. Nhưng xin thưa chúng ta là chúng ta có thể cái chức đó, nhưng mà trong thẩm quyền của chúng ta, ma quỷ nó đã bắt chúng ta rồi. Rồi tôi chỉ chúng ta một cái hình ảnh đó đây. Khi mà tiên tri Elise, ông chỉ cho vua Israel biết là quân Aram đang núp ở đâu để tấn công. Và mỗi lần như vậy thì vua Aram đều thất bại. Họ mới hỏi rằng trong các người có ai là cái người mà là cái người báo cho vua Israel biết làm gián điệp không? Nếu không, tại bên kia có một ông tiên tri tên là Elise, ông biết được chuyện vua nói trong phòng ngủ. Vua Aram sai một đạo binh đến vây quanh thành Samri, chỉ bắt một mình
Ý kiến Elise thôi. Sáng sớm dậy tên đầy tớ dậy thấy rồi, thầy ơi, mình chết rồi. Đạo quân dây quanh thành mình chết rồi. À, tiếng Ichi Elise nói gì? Phe chúng ta, đồng hơn phe chúng. Xin chúng mở mắt đầy tớ con để nó thấy. À, đó tại sao tôi nói chúng ta, những người nào mà sanh lại sẽ thấy được Đức Chúa Trời. Chúng ta cần thấy trong chữ kích thuộc linh, trong thấy trong chữ kích thuộc thể. Cho nên khi mà Elise cầu nguyện Chúa mở mắt ra thì tên đầy tớ thấy gì? Thấy Elise và xe ngựa ở trên đỉnh núi. Để hai người cách nhau có một vài thước. Trong chiều kích thuộc linh Elise tuốt ở trên kia. Phải không? Đó tại sao Elise không sợ. Cho nên hãy trung tín trong sự sức giàu. Trung tín trong sự kêu gọi. Trung tín như gì Chúa giao chúng ta. Thì cái thẩm quyền chúng ta tăng lên. Exousia chúng ta tăng lên. Dunamis của chúng ta tăng lên. Nhưng mà tất cả điều này nó không so gì cái điều mà tôi sắp sửa cho chúng ta. Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết follow cầu nguyện cho con cái của Chúa. Điều gì? Ephesians đoạn 1. Ông cầu nguyện Chúa thế này. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời của Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, chính Cha vinh quang, cho anh chị em tâm linh khôn ngoan và được khải thị để nhận biết Ngài. Không phải nhận biết có bao nhiêu sự sức giàu, không phải nhận biết là có bao nhiêu tiền, không phải biết là làm sao làm được này làm được kia, nhưng mà nhận biết Chúa Giêsu, mắt được mở ra để biết Chúa Giêsu là ai. À, soi sáng con mắt trong lòng anh chị em để hiểu được niềm hy vọng ơn kêu gọi là gì. Khi chúng ta biết Chúa Giêsu, chúng ta sẽ khám phá được sự kêu gọi mà Ngài gọi chúng ta. Và tất cả những gì mà quyền năng exousia dunamis nằm ở trong sự kêu gọi. Cho nên nhiều người chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi qua bên Mỹ, qua Úc đó, chúng ta sẽ thành công. Tôi xin thưa và chúng ta qua bên đó không chỉ là cửa chết của chúng ta. Bởi vì nơi thứ nhất chúng ta khám phá rằng cái sự kêu gọi của mình. Và Chúa kêu gọi chúng ta trong cho cái gì? Có những người Chúa gọi chúng ta làm mục sư nhưng mà thích làm kiếm tiền, coi chừng. Dăng luôn hai cái. Nếu Chúa gọi chúng ta là kiếm tiền mà chúng ta thấy ông mục sư nó ngon đó, mình nói ai nấy cũng nghe hết, bỏ cái chỗ mà doanh nhân của mình mà đi kiếm tiền, coi chừng. Đây là mục sư, coi chừng. Chúng ta phải khám phá sự kêu gọi của mình. Có một cái gọi là sự kêu gọi, thứ hai là chức vụ của sự kêu gọi. Thứ ba là chức năng là gì? Chúng ta phải khám phá chức năng là cái ơn kêu gọi Chúa kêu chúng ta làm gì. Nếu Chúa chúng ta giải cứu giống như là một sự lực thì tập Chúa chuyện đó. Và nếu Chúa không kêu chúng ta giải cứu mà cũng như thấy ông lực ngon quá ngon, đặt tay người ta ngã rầm, chúng ta cũng muốn giống ông lực là xong. Tại chúng ta không được gọi trong cái chỗ đó. Cái đó không phải chức năng của chúng ta. Khám phá và kế tiếp là nơi chốn Chúa đặt để chúng ta. Có những cái khoảnh đất, một cái khoảnh mà Chúa giao chúng ta, chúng ta bước vô trong đó, chúng ta thành công. Rời khỏi đó ân điển chứ không có. Cho nên có nhiều người chúng ta ở trong chỗ đó thành công, nghĩ rằng mình thành công này, mình bước ra làm khác, bước ra xong sụp. Và Phaolô nói gì? Biết rằng cái sự kêu gọi, sự cơ nghiệp giàu có vinh quang của Ngài giữa vòng các thánh và thế nào là quyền năng vĩ đại siêu việt Ngài dành cho anh chị em là những người làm theo năng lực mạnh mẽ của Ngài hành động. Chữ kế tiếp mà tôi muốn chúng ta biết đó là cái khi mà Chúa dùng cái chữ là quyền năng gọi là exousia. À, quyền năng Ngài ban cho chúng ta và thế nào là quyền năng và sức mạnh siêu việt mà Ngài ban cho theo như năng lực Ngài ban cho chúng ta hành động. Trong câu 19. Cho câu 19 đi. Yeah. Thế nào là quyền năng vĩ đại siêu việt Ngài dành cho anh chị em theo như năng lực mạnh mẽ của Ngài hành động. Cái chữ theo như năng lực mạnh mẽ này đó. À, chữ này gọi là Christo. Christo này là năng lực gì? Năng lực mà chúng ta nói là năng lực mạnh mẽ, năng lực siêu nhiên mà Chúa cho chúng ta. Trong câu 20, đây là năng lực Ngài tác động trong Chúa của thế, khiến con Ngài sống lại từ cái chết, ngự trị bên phải Đức Chúa Trời trên các tầng trời.
Năng lực này năng lực gì? Năng lực Christo này đó có nghĩa là gồm có nghĩa là cái quyền năng nhưng sức mạnh, nhưng mà có chữ nữa là thống trị. Quyền năng thống trị, chính quyền năng này Đức Thánh Linh đã khiến Chúa Giêsu từ cái chết sống lại. Đây không phải là associa, không phải là dunamis, mà quyền năng Đức Thánh Linh tác động khiến Chúa Giêsu từ cái chết sống lại. Và Phaolô cầu nguyện cho dân sự của Chúa là hãy Chúa mở mắt họ ra, họ thấy sự giàu có cơ nghiệp mà Ngài dành họ trong các thánh, và đây chính là quyền năng mà Ngài dành cho họ. Và quyền năng này không phải là quyền năng bình thường, mà quyền năng khiến Chúa Giêsu từ cái chết sống lại. Và quyền năng này là gì? Chúng ta coi cái tiếp nào. Trỗi hơn mọi lãnh đạo thẩm quyền. Tôi nói lại chúng ta là thống trị đó, cái quyền thống trị đó. Quyền thống trị mà Chúa ban cho Adam trong vườn Ê-đen đó. À, cái quyền thống trị này nằm ở đâu? Là chúng ta coi nào. Trỗi hơn mọi giới lãnh đạo thẩm quyền năng lực thống trị, vượt trên mọi danh hiệu được tôn xưng trong đời này và đời sẽ đến. Đức Chúa Trời bắt mọi vật phục với chân cứu thế, lập hội thánh Ngài trên mọi sự, làm đầu hội thánh. Hội thánh chính là thân thể Ngài, là sự đầy đủ trọn vẹn của đấng làm viên mãn trong mọi sự. Giải thích đây nó khá dài, nhưng mà tôi tóm tắt thế này. Cái quyền thống trị này, Christos này á, là cái quyền mà Chúa cho chúng ta thống trị. Chúng ta chỉ thống trị khi nào chúng ta hiệp một hội thánh, bởi vì cái quyền này ban cho hội thánh. Cho nên những người nào thích chia rẽ sẽ không nếm được cái quyền năng này. Cái quyền năng này là của hội thánh để dài đạp Satan dưới chân. Đây, cái quyền năng này mà Chúa nói lên là các cửa âm phủ không thắng được hội thánh của Chúa. Khi chúng ta muốn bước đi trong quyền năng này, chúng ta phải coi người khác tôn trọng hơn mình. Chúng ta không còn để sự chia rẽ, phân rẽ chúng ta với người khác nữa, mà thân thể của Chúa là một thân thể kiện toàn. Thân thể của Chúa là một thân thể khỏe mạnh. Và cái quyền năng này, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng tất cả những cái thẩm quyền như là lãnh đạo, năng lực trong đời này, mỗi danh hiệu đời này đều nằm ở dưới cái hội thánh của Chúa cả. Và đây là thời kỳ tôi tin rằng Chúa muốn hội thánh của Chúa bước vào. Không còn sự chia rẽ nữa, không còn nhìn so sánh mình với người khác nữa, biết chúng ta là ai, biết Chúa có cái gì cho chúng ta, biết rằng khi Chúa có cái điều gì chúng ta thì chúng ta công xưng cái điều Chúa nói. Amen. Hãy bắt đầu, hãy quay qua cái bên, hãy biết mình là ai trong Đấng Christ, biết Chúa có gì cho mình. Khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta đi trong sự siêu nhiên. Khi tôi đi qua lại, và thời tiết nóng, và tôi đứng chờ hãng máy bay Air Asia đến đón tôi tại trạm xe buýt, mồ hôi cứ nhiễu xuống, thấy ướt dưới đất. Tôi nói, Chúa ơi, con đi hầu với Chúa qua Mã Lai là vào cái mùa Tết. Chúa ơi, còn chịu nóng không nổi. Chúa muốn con hầu Chúa, Chúa làm ơn cho con cái chuyện này. Quý vị biết không, mỗi lần mà tôi đến Ba Lai, nếu mà trời nóng á, thì ngay lập tức buổi chiều trời mưa. À, rồi hoặc là trời mưa trước, hoặc trời mưa sau, và thường thường tôi đến nơi nào thì đó trời mưa. Không khí nó mát. Quý vị biết không, khi chúng ta đi trong sự siêu nhiên, chúng ta thay đổi thời tiết. Khi chúng tôi làm lễ bắt tem mà trời mưa, bắt đầu mưa xuống, chúng tôi cứ bước ra. Trời bắt đầu đổi lại, vừa bước vô trong xe đi về trời mưa. Chúng ta sinh ra cho sự siêu nhiên, và nếu như quý vị đi trong chiều kích này đó, quý vị nhìn thấy bất cứ chuyện xảy ra của mình đó, nó sẽ là phép lạ cho mình. Đừng để những tổn thương, đừng để, tôi muốn nói chúng ta rằng nếu người nào muốn bước đi những chiều kích cao hơn, đừng nhớ đến điều xưa cũ nữa và đừng nghĩ đến nó nữa. Trong khi Chúa đang làm điều mới chúng ta mà chúng ta không biết. À, hãy nhớ một điều, Đức Chúa Trời chúng ta mỗi ngày một mới luôn. Vì sự thành tín của Chúa vốn là lớn, nhưng mà tại sao chúng ta không mới được? Chúa không bao giờ đổ rượu mới vào bình già cũ. Ai làm cho chúng ta tổn thương, bỏ qua, chúc phước cho họ, cảm ơn Chúa. Ngay cả những thành công chúng ta đạt được cách đây 15 phút, bỏ qua, coi nó như là rơm rác.
Đừng nhớ đến xưa cũ, đừng nghĩ đến nữa. Những sự thành công chúng ta quá khứ, nó sẽ là những cái gì mà nó, nếu mà chúng ta nghĩ đến nó sẽ cản trở những cái gì mà lớn hơn Chúa dành cho mình. Những tư tưởng lớn lao của Chúa, những tư tưởng vĩ đại của Chúa, những tư tưởng quý giá của Chúa, những tư tưởng nhiều hơn các sẽ không bao giờ xảy ra trong đời sống của chúng ta. Amen. Tư tưởng này mà chúng ta cầu nguyện. Thứ nhất, chúng ta đến với Chúa, chúng ta ăn năn. Bởi vì chúng ta tự ti, mặc cảm. Chúng ta không biết rõ địa vị của mình trong Chúa. Và chúng ta thường quán trách Chúa, thường phàn nàn. Hay chúng ta cảm tạ Chúa, chúng ta ngợi khen Chúa. Chúng ta dâng lời, biết ơn Chúa với những gì Ngài làm cho cuộc đời chúng ta. Hãy cầu nguyện như này. Chúa xin tha thứ cho con. Xin Chúa tha thứ cho con. Chúa tha thứ cho con. Sô la ba ba cô la ba 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 ba. Sô la ba 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 cô la cơ sư cơ 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 cơ. Sô la ba 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 cô la cơ sư cơ 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 cơ. Hãy biết địa vị của mình ở trong Chúa Jesus Christ. Hãy biết được cái sự bảo vệ của Chúa. Hãy biết sự chu cấp của Chúa cho chúng ta khi chúng ta là con cái của Ngài. Hãy biết được năng quyền của Chúa, thẩm quyền và năng quyền của Chúa trên đời sống của chúng ta. Shola ba 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 kula kashi kula ba 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 ba. Shola ba ba kula shili bi ba 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 ba. Shili bi ba 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 kula kashi kula ba 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 ba. Shiku koko koko. Shola ba ba kula ba shala ba. Shola ba 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 kula kashi koko 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 koko. Hãy đến gần với Chúa như này. Hãy đến gần với Chúa như này. Người nào đến gần Chúa sẽ biết được những gì Chúa dành sẵn cho mình. Lời Chúa chúng ta biết rằng hãy đến gần ta, ta sẽ đến gần các ngươi. Khô la ba kha la sha la ba khô la ba si si ki si ko. Cho con khai phóng lời của Ngài hôm nay. Giống như lòng của tôi tới Chúa và con dân Chúa nói với Chúa rằng Chúa ơi, con muốn hạt giống lời này của Ngài trong con được gia tăng, được kết quả không chỉ 30-60 nhưng mà cả 100 lần hơn. Là Chúa làm cho lời này của Ngài và trong danh của Chúa tôi quỷ phá tất cả đồn lũy, những tư tưởng nào nổi lên nghịch cùng tư tưởng đó Christ, phải bị đánh hạ ngay như này, phải bị đánh hạ ngay như này trong danh của Chúa Jesus. Ta phá hủy tất cả như này. Hallelujah. Tất cả những gông cùm sự xích động của người trói buộc tôi tớ Chúa và dân sự của Chúa phải bước đứt ngay như này trong danh của Jesus. Ngày hôm nay là ngày của sự tự do, bởi vì lời của Chúa đến để giải phóng dân sự của Ngài. Các người biết được lẽ thật giải phóng các người. Khi con người Chúa Jesus giải phóng ai thì người được giải phóng. Và tại đây sự hiện diện thánh của Chúa tại nơi này, nơi nào có thánh của Chúa nơi đó có sự tự do. Con khai phóng sự tự do trong tâm trí của dân sự Chúa, tôi tớ của Chúa như này. Con khai phóng sự tự do đến trên qua lời của Ngài đã vỡ tất cả những điều gì không phải của Chúa. Lạy Chúa xin trùng lời của Ngài như búa đã vỡ tất cả. Con gửi lời Ngài như lửa thiêu đốt lòng của họ. Để con khám phá thiên mệnh mà Ngài dành cho chúng con, sự cứu rỗi cao cả mà Ngài dành cho chúng con như này trong danh của Chúa Jesus. Hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Hallelujah, cảm ơn thiên Ngài. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.